Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương 1 triệu đôi. Ước tính khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Còn theo Tổ chức Y tế Thế giới, vô sinh hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ ba, đứng sau ung thư, bệnh tim mạch. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới. Thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Từ những vị thuốc như lộc nhung, ba kích, dâm dương hoắc đã được lưu truyền hàng nghìn năm, các chuyên gia đã ứng dụng và phát triển thêm một số vị thuốc cùng dây chuyền sản xuất hiện đại để tạo nên sản phẩm tinh bổ hoàn phù hợp với thể trạng của người bệnh, đồng thời giúp các hoạt chất trong thảo dược tự nhiên đi sâu vào cơ thể, giải quyết tận gốc các triệu chứng gây ra bệnh yếu sinh lý, bồi bổ chức năng tạng phủ để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Cái nghệ dân gian thì người ta thấy rằng là những cái người yếu về thận ấy, thì một trong những vị thuốc để bổ thận là ba kích, ba bệnh này, cái dâm dương hoắc này, nhục thung dung đều là những cái vị thuốc kinh điển mà người ta hàng nghìn năm nay người ta vẫn dùng để mà điều trị các bệnh nhân bị yếu về thận. Làm thế nào để cho mình luôn luôn ở cái là chi túc và mình quả dục. Những thói quen sở thích như hút thuốc lá, uống rượu bia, làm việc nặng nhọc, hoạt động thể dục thể thao quá mức ở nam giới chính là những nguyên nhân dễ gây ra bệnh yếu sinh lý. Vì vậy, tăng cường chức năng sinh lý, các chuyên gia y tế khuyên rằng nam giới nên điều chỉnh chế độ ăn uống đủ chất, sinh hoạt, lao động điều độ, hoặc cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được kiểm duyệt bởi cơ quan chức năng như tinh bổ hoàn để hỗ trợ tăng cường chức năng sinh lý, từ đó làm hạn chế và làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới.